Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 31 tháng 8, chúng tôi muốn có một vài trao đổi với các bạn về đội tuyển xe tăng Việt Nam. Như vậy, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã dừng bước tại vòng bảng của bảng 1 cuộc thi xe tăng hành tiến tại Hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021. Ba kiếp xe tăng Việt Nam đã hoàn thành 3 lượt thi đấu với tổng thời gian 1 giờ 21 phút 05 giây, đứng thứ 9 trên tổng số 11 quốc gia tham gia thi đấu bảng 1. Với kết quả này, Việt Nam đã không thể lọt vào vòng bán kết như kỳ vọng ban đầu nhưng đã trụ hạng thành công và sẽ có mặt ở bảng 1 cuộc thi vào năm sau, năm 2022. Nhìn lại hành trình ngắn ngủi của đội tuyển xe tăng Việt Nam có thể thấy, mặc dù chưa thể đi sâu nhưng đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng chính mình. Trong điều kiện đề thi khó hơn, yêu cầu và hình phạt của bảng 1 cũng nghiêm khắc hơn bảng 2, nhưng thành tích của đội tuyển đã vượt lên đáng kể so với năm 2020, đó là một thành công không thể phủ nhận. Việc tổng kết những nguyên nhân dẫn đến kết quả đó vừa có ý nghĩa ghi nhận nỗ lực của đội tuyển Việt Nam, xác định những giải pháp đúng trong huấn luyện, vừa là để nhận thấy những khuyết điểm để khắc phục trong thời gian sắp tới. Có thể thấy, năm nay, công tác tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển đã mang lại hiệu quả tối ưu. Điểm mới đáng chú ý trong năm 2021 đó là binh chủng tăng thiết giáp đã tổ chức hội thao kiếp xe tăng giỏi toàn quân với nhiều đổi mới về nội dung có tham khảo từ cuộc thi xe tăng hành tiến. Cụ thể, tháng 4 năm 2021, binh chủng tăng thiết giáp đã tổ chức hội thao kiếp xe tăng giỏi toàn quân với sự tham gia của 15 đội tuyển đại diện cho các lữ đoàn tăng thiết giáp và lữ đoàn hải quân đánh bộ toàn quân. Các đội tuyển dự thi đã chia làm hai bảng đấu với xe tăng T-54-55 và xe tăng lội nước PT-76 với nhiều nội dung mang tính thực chiến như lái, bắn tổng hợp, cấp cứu và lấy thương binh ra khỏi xe tăng, gấp bạt, cố định gỗ tự cứu. Là một hội thao mang tính ứng dụng chiến đấu nên hội thao kiếp xe tăng giỏi không mang đậm tính thể thao như xe tăng hành tiến, nhưng phần thi lái xe và bắn tổng hợp đã tham khảo rất nhiều từ thể lệ thi đấu của Nga để tạo ra tính cạnh tranh cho các đội tuyển. Theo Đại tá Hồ Viết Trương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng binh chủng tăng thiết giáp, trưởng ban tổ chức hội thao, đây là cuộc đua cả trí và lực, cho thấy sự đa tài đa năng toàn diện của lính xe tăng. Hội thao là dịp để đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong binh chủng và lực lượng tăng thiết giáp toàn quân. Đồng thời là cơ hội cho các đội tuyển cọ sát, tìm kiếm lực lượng bổ sung cho đội tuyển xe tăng Việt Nam tham gia Army Game tại Nga. Từ đó, tạo bệ phóng cho binh chủng tăng thiết giáp lập kỳ tích mới tại Army Game 2021 và những năm tiếp theo. Như vậy, ngay từ khâu tuyển chọn nhân sự, những ứng viên xuất sắc nhất đã được lựa chọn trong toàn quân thông qua kết quả thi đấu cạnh tranh công bằng. Điều này đảm bảo các thành viên đội tuyển xe tăng Việt Nam là tinh hoa của tinh hoa, ngàn người chọn ra một. Đây là nề nếp nên được duy trì và nhân rộng ra các binh chủng bản. Bên cạnh công tác nhân sự, có thể nói thao trường Albino miền nhiệt đới đã giúp nâng cao kết quả thi đấu. Chăm hay không bằng tay quen, muốn nâng cao kết quả thi đấu thì không gì bằng tập luyện sát thực tế. Một vấn đề rất cần thiết là phải xây dựng thao trường với điều kiện thi đấu tương tự như thao trường Albino ở Nga. Sau chiến thắng vẻ vang tại Hội thao quân sự quốc tế Army Game 2020, đội tuyển xe tăng Việt Nam được tạo thêm nhiều điều kiện để nâng cao hiệu quả huấn luyện thi đấu trong mùa giải năm 2021. Một trong số đó là việc cấp trên đã đầu tư xây dựng một thao trường thi đấu xe tăng ở trường bán quốc gia khu vực 2, tỉnh Bình Định theo mẫu thao trường Albino. Giới bình luận quân sự Việt Nam đã ví von thao trường này chính là Albino miền nhiệt đới. Tại đây, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ luyện tập lái xe vượt vật cản, bắn súng pháo theo hầu hết tình huống có thể gặp khi ở Nga. Có thể nói, việc có một thao trường đúng tiêu chuẩn giúp nâng cao đáng kể thành tích của đội tuyển xe tăng Việt Nam, nhất là khi các lái xe đã quen thuộc từng khúc cua, từng vật cản trên đường đua tăng. Tuy nhiên, cũng cần ghi nhận những nỗ lực rất lớn của các thành viên kiếp xe khi phải tập luyện nhiều tháng trong cái nắng hè như thiêu như đốt của vùng đất võ Bình Định. Nhiệt độ ngoài trời đã rất cao, nhưng bên trong vỏ thép của những chiếc xe tăng thì còn cao hơn rất nhiều, không khác gì ngồi trên chảo lửa. Nắng lửa Bình Định đã tôi luyện nên chất thép của người lính, cảm phục chí khí của người lính xe tăng Việt Nam đã có người làm thơ rằng: nắng Tây Sơn nung nấu tâm lấp bể, lửa Bình Thành tôi luyện chí rời non. Với ý chí vượt nắng thắng mưa, việc thành tích của đội tuyển Việt Nam vượt trội hơn đáng kể những năm trước là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, thành tích của ta đã tốt hơn năm ngoái nhưng vẫn thua xa nhiều đội ở bảng 1. Vậy thì, đâu là nguyên nhân khiến chúng ta không thể đi tiếp vào bán kết dù đã rất nỗ lực? Đầu tiên, bắn pháo và tốc độ hành tiến vẫn là điểm yếu lớn. Quan sát kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Army Game 2021 cũng như các năm trước, có thể thấy rằng mặc dù có những cải thiện nhất định qua từng năm, nhưng hai điểm yếu lớn của đội tuyển xe tăng Việt Nam vẫn là kết quả bắn pháo và tốc độ hành tiến. Nhất là khi Việt Nam lên thi đấu ở bảng 1, việc bắn trượt mục tiêu bị phạt rất nặng với nhiều vòng phạt. Và thực tế, việc kíp xe tăng số 2 bắn trượt 3 phát pháo 125 ly và sau khi nạp thêm 3 viên, tiếp tục bắn trượt viên thứ 4,
đã ảnh hưởng lớn tới kết quả thi đấu của toàn đội. Có một sự đối lập rất lớn, thành tích bắn súng máy phòng không 12-7 với mục tiêu trực thăng bay treo, tức bia số 25, và bắn súng máy đồng trục PKT 7,62 ly với mục tiêu bộ binh chống tăng, tức bia số 9 của đội tuyển Việt Nam là rất tốt, có thể nói là bách phát bách trúng. Thậm chí, trong nhiều tình huống, khi bia còn chưa dựng thẳng, thì xạ thủ Việt Nam đã khai hỏa để tiết kiệm thời gian mà vẫn bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên, với bài bắn pháo chính 125 ly với mục tiêu xe tăng chính diện bia số 12 thì kết quả bắn chưa được tốt. Thời gian ngắm bắn còn dài, vẫn có những phát bắn trượt đáng tiếc. Điều này xuất phát từ việc với các loại súng cỡ nhỏ như súng máy phòng không 12-7, súng máy đồng trục PKT, bộ đội có nhiều điều kiện luyện tập hơn, có cảm giác bắn theo đúng phương châm khổ luyện lái tài, trai tài bắn giỏi. Trong khi đó, đường bay của viên đạn pháo 125 ly phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố như cự ly, sức gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, tốc độ di chuyển của xe tăng. Khi thi đấu, kiếp xe tăng không có sự hỗ trợ của các khí tài quan trắc và tính toán hiện đại trang bị trên xe tăng, nên chủ yếu phải dựa vào bản năng và kinh nghiệm để bắn pháo. Cách duy nhất để tạo ra phản xạ và cảm giác cho pháo thủ là rèn luyện bắn bằng đạn thật. Trong thực tế, tập luyện ở trong nước, dù điều kiện thao trường khá giống thực tế, nhưng kiếp xe tăng Việt Nam chỉ được luyện tập bắn pháo trên dòng xe tăng T-54, nên cảm giác bắn sẽ không thể giống như pháo 125 ly của xe tăng T-72. Tuy Việt Nam có 64 T-90 và kỳ này chúng ta đã đưa vào Bình Định một vài xe được hỗ trợ huấn luyện, nhưng rất tiếc vì cơ số đạn dược phải dành để trực sẵn sàng chiến đấu nên đội tuyển không được bắn tập bằng T-90. Bên cạnh đó, cũng vì 64 xe T-90 là quá ít, là vũ khí trang bị cho đơn vị trực chiến đấu, nên rõ ràng đội tuyển không được phép khai thác sử dụng hết công suất, kể cả đua tốc độ. Do đó, đội tuyển tập luyện bằng xe tăng T-54 là chính, điều này gây ra nhiều bất lợi cho kiếp xe. Lấy ví dụ, các lái xe đều là những quân nhân chuyên nghiệp công tác ở các lữ đoàn tăng thiết giáp, chủ yếu sử dụng loại T-54 hoặc T-62 với vị trí lái xe lệch hẳn về một bên. Do đó, khi căn đường, lái xe phải căn lệch thì xe mới di chuyển thẳng hướng. Qua nhiều năm trong quân ngũ, điều này đã trở thành phản xạ ăn sâu vào từng cơ bắp của người lính xe tăng và rất khó để thay đổi. Trong khi đó, vị trí lái xe trên xe tăng T-72B3 lại là chính giữa, nên lái xe Việt Nam khi thi đấu thường dễ bị va vào cọc tiêu và phải chịu phạt. Để khắc phục điều này, đã có sáng kiến sử dụng xe tăng PT-76 có vị trí lái xe ở chính giữa để lái xe của đội tuyển tập căn đường. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp giật gấu vá vai. Còn chưa kể đến việc các thành viên kiếp xe cũng như mọi người lính Việt Nam đều được quán triệt phương châm giữ tốt súng bền. Nhất là những chiếc xe tăng, loại khí tài quý giá mà nước ta vẫn chưa tự sản xuất, việc giữ gìn trang bị lại càng quan trọng. Điều này mặc dù đúng về tổng thể, nhưng khi thi đấu thì kiếp xe phải khai thác tối đa tính năng của xe tăng, gần như đạt đến, thậm chí là vượt quá các giới hạn của nhà sản xuất quy định. Điều này dẫn đến việc các kiếp xe Việt Nam thường bị cóng, không đạt được tốc độ tối đa cao như các kiếp xe của nước bạn. Cần nhận thấy một vấn đề, Việt Nam là nước duy nhất trong bảng 1 không có xe tăng T-72 trong biên chế. Vì vậy, để nâng cao thành tích trong những năm tiếp theo, cách duy nhất là phải tạo điều kiện cho đội tuyển thực hành trên các xe tăng tương tự. Trong điều kiện Việt Nam, cần quyết đoán đưa một số xe tăng T-90S cho đội tuyển sử dụng để tập luyện trong thời gian dài, cùng với đạn dược dồi dào, nhất là đạn pháo 125 ly để tập bắn. Cần luyện tập nhiều bài bắn lái khó như bắn pháo ngang, bắn trong hành tiến. Mặt khác, phải làm công tác tâm lý cho kiếp xe tăng. Các cấp chỉ huy phải chấp nhận rủi ro mức độ nhất định về khí tài trong huấn luyện với những bài tập khó và không kỷ luật kiếp xe. Mặc dù sẽ có nguy cơ hỏng hóc khí tài, tiêu hao đạn dược, nhưng cần lưu ý rằng những thành viên đội tuyển kiếp xe cũng sẽ là những quân nhân trong thời chiến. Nền công nghiệp quốc phòng chỉ sản xuất được xe tăng chứ không tạo ra được kiếp xe. Vì vậy, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, những kiếp xe tăng Việt Nam không chỉ mang vinh quang trong thi đấu về cho Tổ quốc mà còn là những lá chắn thép bảo vệ đất nước trong chiến tranh. Do đó, việc đầu tư xe tăng T-90S và đạn dược cho đội tuyển tập luyện là một giải pháp đáng để cân nhắc. Thứ hai, về thành phần đội tuyển, cần cân nhắc sự chuyển giao thế hệ. Không khó để thấy rằng, cả 9 đồng chí trong 3 kiếp xe tăng của đội tuyển Việt Nam tại Army Game năm 2021 đều là những gương mặt đã quen thuộc. Lấy ví dụ, kiếp xe số 3 gồm 3 đồng chí, Thiếu tá Trần Việt Hải, trưởng xe, Thượng úy Phan Anh Tuấn, pháo thủ, Thượng úy Nguyễn Tiến Chiến, lái xe. Trước khi đến với Army Game năm 2021, cả 3 đồng chí đều đã dự 3 kỳ vào năm 2018, 2019 và 2020. Thành viên các kiếp xe còn lại của đội tuyển đều có kinh nghiệm tham gia từ 1 đến 2 kỳ Army Game trước đó. Việc sử dụng lại những gương mặt cũ là một giải pháp hợp lý của Việt Nam trong bối cảnh các kiếp xe tăng nước ta vẫn chưa có nhiều điều kiện làm quen với xe tăng T-72B3 dùng trong thi đấu. Mặt khác, đại dịch COVID-19 cũng hạn chế rất nhiều điều kiện tập luyện của đội tuyển Việt Nam nên giải pháp an toàn là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên,
Trong những năm sắp tới, cần cân nhắc việc chuyển giao thế hệ, kết hợp giữa các thành viên cũ và những gương mặt mới qua thi tuyển để đảm bảo sự kế thừa kinh nghiệm. Có thể kết hợp bố trí theo tỷ lệ 2 cũ 1 mới, chẳng hạn trưởng xe và lái xe cũ, pháo thủ mới, hay trưởng xe và pháo thủ cũ, lái xe mới. Nên có chính sách, trừ hoàn cảnh đặc biệt thì nên có quy định mỗi thành viên không tham gia Army Game quá 3 năm để nhường chỗ cho thế hệ sau. Điều này chính là học tập kinh nghiệm của đội tuyển Trung Quốc. Các kiếp xe Trung Quốc chỉ được tham gia Army Game duy nhất một lần. Nói cách khác, Trung Quốc luôn mang đến Army Game những gương mặt mới, thậm chí là những người rất trẻ, có quân hàm thấp nhưng kết quả thi đấu lại rất cao, thường xuyên chỉ xếp sau chủ nhà Liên bang Nga. Trong điều kiện và hoàn cảnh Việt Nam, không nên làm y nguyên như Trung Quốc, nhưng cũng cần tham khảo cách làm này. Những kinh nghiệm của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Game năm 2021 cũng nên được nhân rộng và chia sẻ cho toàn quân để nâng cao thành tích chung của các đội tuyển Việt Nam tại hội thao quân sự này. Còn các bạn nghĩ thế nào? Hãy cùng chia sẻ những cách để giúp đội tuyển xe tăng Việt Nam tiến xa hơn nhé. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.